30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2019. Tới đây, trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai giải Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge nhưng phải đối đầu với câu lạc bộ khá cứng là Leicester City. Theo các chuyên gia nhận định bóng đá, trận đấu này hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao. Ở thời điểm này, thầy trò Marcus vẫn đang nhìn hơn một chút về cơ hội chiến thắng. Qua 120 phút thể xác ở siêu cúp châu Âu khi đối đầu với Liverpool, nếu ai đã xem trận đấu này sẽ không thể tin nổi một giây như yếu đuối vừa để thua nước tới 0-4 ở Ngoại hạng Anh đã nhanh chóng lột xác trở thành siêu tử xanh hùng mạnh. Đẳng cấp của nhà đương kim VV Europa League đã thể hiện đúng lúc, mặc dù là 2 giây sau thời gian thi đấu chính, nhưng thua trên loạt penalty và để mất siêu cúp châu Âu vào tay cầu thủ đỏ bùng nổ sai. Tuy nhiên có thể nhận thấy màn trình diễn của thầy trò Marcus là hết sức ấn tượng. Đặc biệt những phân minh như Mao, Unisic đã chơi rất hay. Sau trận mở màn thua Vanagni và đang gặm đứng áp sát trên bảng xếp hạng, Chelsea đang rất khát khao giành lấy những điểm số đầu tiên. Chắc chắn Marcus sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất và đá tấn công ngay từ đầu. Manchester City vừa hòa 0-0 với Hove ở vòng đấu trước. Đội giáo viên là một trong những đội bóng khá mạnh ở Ngoại hạng Anh và có thể gây ra các khó khăn cho mọi ông lớn sở hữu những tiền đạo đầy tốc độ như Vardy, Vieira là cho đội bóng. Để huấn luyện viên Hove có thể đá phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Trong lịch sử đối đầu nhiều trận gặp nhau giữa hai câu lạc bộ, nếu như Chelsea thắng 3 thì Leicester cũng thắng 2 và 5 cùng có tỷ số hòa. Dễ dàng nhận thấy thành tích thi đấu là rất cân bằng, đội áo vẫn có cơ hội giành điểm tại Stamford Bridge. Còn theo nhận định bóng đá của các chuyên gia, ở trận đấu này Chelsea có lợi thế sân nhà, khát khao chiến thắng cùng sự tự tin về sức mạnh sau trận đại chiến với Liverpool, nhiều khả năng thầy trò Marcus sẽ có được chiến thắng nhưng chỉ với cách biệt tối